Chiều 29 tháng 10, tàu hải quân Úc Hamas Sydney đã cập bến cảng Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu chuyến thăm thiện chí thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian từ ngày 29 tháng 10 đến ngày 3 tháng 11. Thủy thủ đoàn của tàu Hamas Sydney đến thành phố Hồ Chí Minh gồm 35 sĩ quan và 194 thủy thủ, với chỉ huy là đại tá hải quân Luke Chesson. Tàu Hamas Sydney dài 138m, có tốc độ tối đa 29 hải lý một giờ, lực giãn nước 4.200 tấn. Đây là tàu hộ vệ tên lửa thuộc lớp Adelaide, được cải tiến với các chức năng phòng không, chống tàu ngầm, hải giám và trinh sát. Tàu Hamas Sydney có khả năng tác chiến phòng không, mặt nước và dưới nước trong cùng một lúc. Hamas Sydney được trang bị tên lửa đối không SM-2, tên lửa đối hải Havron Block 2, súng máy MK-75-76mm và hệ thống chống tên lửa MK-15 Phalan 20mm cùng 6 ống phóng lôi MK-32. Ngoài ra, tàu có sân cho trực thăng cất hạ cánh và hangar cho 2 trực thăng. Trong chuyến thăm, các sĩ quan và thủy thủ của tàu Hamas Sydney sẽ có nhiều hoạt động như gặp gỡ các sĩ quan cao cấp và thủy thủ của Hải quân Việt Nam để trao đổi kỹ năng liên quan đến hoạt động của trực thăng trên tàu chiến, thi đấu giao hữu thể thao, đón một nhóm học sinh khuyết tật của trường Bình Minh lên thăm tàu,